Chào mừng con tiếp tục đến với chuyên mục Bạn hỏi BB trả lời. Đây là câu hỏi của bạn Minh Phong ở 27 Lê Văn Lương, Hà Nội. Và đây là câu hỏi thuộc đề thi vào trường Amsterdam năm 2011. Đề thi tuyển sinh vào lớp 6. Và các con có thể là dành cho mình 30 phút để là làm bài này. Các con thấy thế nào? À, rất là dối phải không nhỉ? Các đội, cụ thể đây là 4 đội có việc thi đấu với nhau. Và có thể nói rằng là như thầy, nếu mà thầy đọc bình thường là thầy sẽ loạn hết lên. Và có thể nói rằng là sẽ mất rất nhiều thời gian để làm nó. Tuy nhiên, thầy sẽ giúp các con có một cái cách làm mà cực kỳ là đơn giản và nhanh chóng. Để làm bài này thì ngoài cái cách thông thường như thầy cô vẫn hướng dẫn các con, đó là cách giải quyết có thể nói là rất là trừu tượng và không phải mấy bạn học sinh mà có thể hiểu được cách giải đấy ngay lập tức. Thì ở đây thì thầy sẽ giúp các con có được một cái cách giải mà rất là nhanh, ngắn gọn. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Vậy là ở đây thì đầu bài đã cho có 4 đội bóng A, B, C, D. Và mỗi đội thì thi đấu với đội còn lại một lần. Đấy, thì đây có 4 đội thì mỗi đội sẽ thi đấu 3 trận, phải không nhỉ? Đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm. Nếu mà hòa ấy, thì mỗi đội được 1 điểm, tức là giống như trong thi đấu bóng đá bình thường đấy. Và kết quả là đội A được 7 điểm, đội B được 5 điểm, đội C được 3 điểm và đội D được 1 điểm. Và hỏi là có mấy trận hòa và trận đấu giữa đội A và C có kết quả như thế nào? Cách giải của thầy ở đây sẽ hướng dẫn các con, đó là chúng ta sẽ chuyển nó sang sơ đồ. Hay một cách khác là dạng hình học. Như sau, đây. Vậy là 4 đội ở đây thì tương ứng giống như là 4 đỉnh của một hình vuông hay hình chữ nhật. Được chưa nhỉ? Và trước đó để có thể làm bài này thì chúng ta phải phân tích số điểm của các đội. Cụ thể trong trường hợp này đội A là có 7 điểm, phải không nhỉ? 7 điểm này mà các con biết rằng là đây chỉ có hai loại trận. Đấy, thắng thua và trận hòa. Thắng thua thì chúng ta biết rồi. Đấy, tức là một bên 3 điểm, một bên 0 điểm, còn hòa thì mỗi bên được 1 điểm. Tức là chúng ta sẽ phân tích tổng điểm thành những số 3 và 1 và 0, phải không nhỉ? Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy rằng là số 7 này tách ra theo 3, 1 và 0 thì chỉ có thể là bằng 3 cộng 3 cộng 1. Đấy, cái này chúng ta dễ dàng có thể là làm được. Và tương tự ở đây chúng ta thể thấy rằng là B có 5 điểm thì chúng ta chỉ có thể tách được là bằng 3 cộng 1 cộng 1. Đấy, không còn cách tách nào khác. Và đây là cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta làm bài. Và đội C đây là 3 điểm. Thì 3 điểm này thì sẽ chúng ta sẽ dễ thấy có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó cả hòa cả 3 trận. Được chưa nhỉ? Đấy, trường hợp thứ hai là gì? Thắng một trận và thua hai trận. Còn đội D thì các con thể thấy rằng là được một điểm. Vì vậy mà nó chắc chắn chỉ có thể là hòa một trận và thua hai trận. Và con hãy suy nghĩ một chút và hãy cho biết rằng là chúng ta sẽ xác định đội nào trước ở trên cái sơ đồ hình vuông này. Đấy, sơ đồ hình vuông này rất là hay. Các đường nối giữa 4 điểm này đã thể hiện các trận đấu giữa các đội. À, chính xác. Vậy là để có thể làm bài này thì chúng ta sẽ xác định đội A trước, phải nhỉ? Đấy, thì 4 đỉnh này chúng ta chọn đỉnh nào cũng được. Đây, thầy cứ chọn đây nha, nó thuận nha. Đỉnh A, đây là đội A. Vậy thì tiếp tục chúng ta thấy rằng là đội A thắng 2 trận và hòa 1 trận. Thì chúng ta viết theo thứ tự nào cũng được nhá. Thì ở đây ví dụ như ở đây là thầy viết là 3
3 1. Tức là trận thứ nhất họ thắng được 3 điểm, trận thứ hai họ thắng được 3 điểm, trận thứ ba là họ hòa được 1 điểm. Thì các con thể là viết ngược lại hoặc là viết theo một trật tự khác cũng được, tức là 1 3 3 hoặc là 3 1 3 cũng được nhé. Và tiếp tục này, một câu hỏi đặt ra tiếp theo là con sẽ xác định vị trí của cái đội thứ hai. Vậy là BCD thì theo con thì mình sẽ xác định được đội nào? Thì chúng ta sẽ dễ dàng xác định được là chúng ta sẽ xác định được đội B phải không nhỉ? Bởi vì đội B ở đây sao? Nó đang có thắng một và hòa. Hai trận hòa phải không nhỉ? Vì vậy mà ở đây chúng ta sẽ dễ dàng xác định được B không thể ở đây được phải nhỉ? Nếu B ở đây là sẽ có một trận thua. B ở đây cũng sẽ có một trận thua nên bắt buộc B là phải ở đây. Đấy, B vị trí này. Bởi vì nếu ở đây thì thầy vừa nói đấy, nó sẽ là thua A, vậy là mà đây nó không thua phải không? Tương tự đây cũng thế. Thế bắt buộc B nó phải vị trí này. Vậy là B hòa với A thì nó được 1 điểm. Được chưa nhỉ? Vậy là bây giờ là vị trí của hai đội C và D nó sẽ là ở trên hay ở dưới. Và tương tự như cái trường hợp đội A ở trên, đội B ở đây thì nó còn hai dữ kiện thì chúng ta có thể là hoàn toàn là điền dữ kiện 1 với 3 ở vị trí nào cũng được. Đây, B có một trận thắng và hai trận hòa thì đây đã thể hiện một trận hòa rồi. Còn một trận hòa, một trận thắng nữa thì chúng ta điền chỗ nào ở đây cũng được nhá. Đấy, ví dụ như là đây thầy ghi là 3 đi. Đấy, vậy là trận này là thắng được 3 điểm. Trận dưới này là hòa được 1 điểm. Thì chưa nhỉ? Mà bên này nó cũng đang được 1 điểm. Phải không? Mà ở đây nó đang thua, chắc chắn là 0 điểm rồi, bởi vì đây sao? Được 3 điểm thì đội này đang thua mà. Được chưa nhỉ? Vậy chúng ta xác định đây là đội nào chưa? Đúng rồi, rất đơn giản. Ở đây bắt buộc là không thể là hòa được này, cũng không thể là thắng được, nếu thắng sẽ thành 4 điểm mà đây là không có đội nào ở đây là 4 điểm cả. Nên chắc chắn đội đây sẽ là thua, tức là đây sẽ là đội D và đây sẽ là đội C. Được chưa? Vậy là bây chúng ta tổng kết lại đây, không tức là đây sẽ thắng được 3 điểm này. Đây sẽ thua được 0 điểm này. Đây thua là 0 điểm. Vậy là nhìn đây chúng ta sẽ dễ dàng thấy được và trả lời được câu hỏi đầu bài ra và có mấy trận hòa. Đây. Vậy là mấy các con nhỉ? Các con nhìn xem. Đúng rồi, có hai trận hòa đây. A với đội B rồi là đội B với đội D. Kết quả trận đấu giữa đội A và C là gì? A thắng C. Phải không? Được chưa? Đấy, vậy là cái cách giải này là cực kỳ đơn giản, giúp các con thể nhanh chóng giải quyết bài tập này và thậm chí là với cái sự mạch lạc trong cái sơ đồ này các con thể trình bày ra một cách rất là sinh động và tự tin. Rồi, cảm ơn các con. Có bất kỳ một cái câu hỏi, một tình huống nào thì các con hãy gửi cho các thầy cô của câu lạc bộ Học cùng BB nhé. Thầy sẽ trả lời giúp các con. Và hẹn gặp lại các con ở video tiếp theo. Bye bye!